Bạch Thế Tôn, Đại Thần Châu quý báu vô giá đã nói đó chẳng những chỉ dụ cho Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, mà cũng còn dụ cho trí nhất thiết trí của Như Lai. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đầy đủ vô lượng công đức thù thắng, cũng có khả năng dẫn phát vô lượng công đức thanh tịnh thù thắng thế gian và xuất thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, nên Xá Lợi Phật do Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa như thế, nên Xá Lợi Phật do tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của Pháp không nội thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Pháp không nội như thế, nên Xá Lợi Phật do Pháp không nội này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh thậm thâm, khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh như thế, nên Xá Lợi Phật do Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của chân như thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của chân như như thế, nên Xá Lợi Phật do chân như này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thậm thâm, khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ như thế, nên Xá Lợi Phật do Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của Thánh Đế Khổ Thậm Thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Thánh Đế Khổ như thế, nên Xá Lợi Phật do Thánh Đế Khổ này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của Thánh Đế Tập Diệt Đạo Thậm Thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Thánh Đế Tập Diệt Đạo như thế, nên Xá Lợi Phật do Thánh Đế Tập Diệt Đạo này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của bốn tịnh lự thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn tịnh lự như thế, nên Xá Lợi Phật do bốn tịnh lự này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của bốn vô lượng, bốn định vô sắc thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế, nên Xá Lợi Phật do bốn vô lượng, bốn định vô sắc này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của tám giải thoát thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tám giải thoát như thế, nên Xá Lợi Phật do tám giải thoát này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ thậm thâm khó có thể xưng tán.
Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ như thế, nên Xá Lợi Phật do tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của bốn niệm trụ thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn niệm trụ như thế, nên Xá Lợi Phật do bốn niệm trụ này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế, nên Xá Lợi Phật do bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của pháp môn giải thoát không thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của pháp môn giải thoát không như thế, nên Xá Lợi Phật do pháp môn giải thoát không này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế, nên Xá Lợi Phật do pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của năm loại mắt thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của năm loại mắt như thế, nên Xá Lợi Phật do năm loại mắt này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của sáu phép thần thông thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của sáu phép thần thông như thế, nên Xá Lợi Phật do sáu phép thần thông này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của 10 lực Phật thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 10 lực Phật như thế, nên Xá Lợi Phật do 10 lực Phật này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng như thế, nên Xá Lợi Phật do bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của tất cả pháp môn Đà La Ni thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tất cả pháp môn Đà La Ni như thế, nên Xá Lợi Phật do tất cả pháp môn Đà La Ni này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của tất cả pháp môn Tam Ma Địa thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tất cả pháp môn Tam Ma Địa như thế, nên Xá Lợi Phật do tất cả pháp môn Tam Ma Địa này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của trí nhất thiết thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của trí nhất thiết như thế, nên Xá Lợi Phật do trí nhất thiết này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như thế, nên Xá Lợi Phật do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của Pháp không quên mất thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của Pháp không quên mất như thế nên Xá Lợi Phật do Pháp không quên mất này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của tánh luôn luôn xả thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tánh luôn luôn xả như thế nên Xá Lợi Phật do tánh luôn luôn xả này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, giới hạn công đức của sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục như thế nên Xá Lợi Phật do sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về sự an trụ pháp không nội, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự an trụ pháp không nội, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về sự an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về sự an trụ chân như, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự an trụ chân như, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về sự an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về sự an trụ thánh đế khổ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự an trụ thánh đế khổ, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về sự an trụ thánh đế tập diệt đạo, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự an trụ thánh đế tập diệt đạo, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về bốn tịnh lự, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của bốn tịnh lự, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về tám giải thoát, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tám giải thoát, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về bốn niệm trụ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của bốn niệm trụ, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về pháp môn giải thoát không, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của pháp môn giải thoát không, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về năm loại mắt, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của năm loại mắt, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về sáu phép thần thông, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sáu phép thần thông, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về 10 lực của Phật, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của 10 lực Phật, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về tất cả pháp môn Đà La Ni, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tất cả pháp môn Đà La Ni, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về tất cả pháp môn Tam Ma Địa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về trí nhất thiết, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của trí nhất thiết, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về pháp không quên mất, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của pháp không quên mất, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về tánh luôn luôn xả, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tánh luôn luôn xả, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, nên có thể nhận sự cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen của tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về công đức chân bảo Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của công đức chân bảo Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về vô nhiễm vô tịnh Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của vô nhiễm vô tịnh Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về vô sanh vô diệt Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của vô sanh vô diệt Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về vô nhập vô xuất Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của vô nhập vô xuất Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về vô tăng vô giảm Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của vô tăng vô giảm Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về vô lai vô khứ Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của vô lai vô khứ Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về vô động vô trì Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của vô động vô trì Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về vô thử vô bỉ Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của vô thử vô bỉ Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Bạch Thế Tôn, vì Xá Lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên mãn về thật tánh các pháp Ba La Mật Đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của thật tánh các pháp Ba La Mật Đa, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, ngoài số Xá Lợi Phật tôn trí đầy khắp cả thế giới 3 lần ngàn ra, giả sử Xá Lợi Phật tôn trí đầy khắp 10 phương thế giới chư Phật như số cát sông Hằng lấy làm một phần, sự sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế lại lấy làm một phần, trong 2 phần này con chọn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì sao? Vì Xá Lợi của tất cả như lai ứng chánh đẳng giác đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà được sanh. Vì các Xá Lợi của tất cả như lai ứng chánh đẳng giác đều do kết quả huân tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế. Vì các Xá Lợi của tất cả như lai ứng chánh đẳng giác đều là vật đã nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời rồng dược xoa kiền đạt phược A Tố Lạc lộ trà khẩn lại lạc mà khô lạc giả nhân phi nhân vân vân. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Xá Lợi Phật, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do thiện căn này ở trong trời người hưởng thọ giàu sang sung sướng, đó là dòng họ lớn Sát Đế Lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trường Già, dòng họ lớn Cư Sĩ, chúng trời Tứ Đại Vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại hưởng thọ giàu sang sung sướng, và do thiện căn thủ thắng như thế nên đến thân cuối cùng được thoát khổ. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, sao chép giảng giải như lý tư duy, thì do Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà được viên mãn. Vì do Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến Tịnh Lự Ba La Mật Đa được viên mãn. Vì do Tịnh Lự Ba La Mật Đa như thế mà được viên mãn,
nên lại khiến tinh tấn Ba La Mật Đa được viên mãn. Vì do tinh tấn Ba La Mật Đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến an nhẫn Ba La Mật Đa được viên mãn. Vì do an nhẫn Ba La Mật Đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến tịnh giới Ba La Mật Đa được viên mãn. Vì do tịnh giới Ba La Mật Đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến bố thí Ba La Mật Đa được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa được viên mãn. Bạch Thế Tôn, do đó lại khiến vượt bậc thanh văn và độc giác, chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, đã được chứng nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, lại được thần thông thắng diệu của Bồ Tát, nương thần thông này dạo chơi các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp, nghiêm tịnh cõi Phật. Vì muốn thành thục các hữu tình, nên khởi nguyện thù thắng, thọ các loại thân, hoặc làm đại chuyển luân vương, tiểu chuyển luân vương, hoặc làm đại quốc vương, hoặc làm tiểu quốc vương, hoặc sanh vào dòng họ lớn Sát Đế Lợi, hoặc sanh vào dòng họ lớn Bà La Môn, hoặc sanh vào dòng họ lớn Trường Già, hoặc sanh vào dòng họ lớn Cư Sĩ, hoặc làm trời Đế Thích, hoặc làm đại phạm vương, hoặc làm Tỳ Sa Môn, hoặc làm trì quốc, vân vân, tùy chỗ ứng hiện, mà làm việc lợi ích, lần hồi cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con đối với nơi có xá lợi, chư Phật đều tín thọ và vui mừng, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Nhưng đối với sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, thì công đức có được nhiều hơn. Do nhân duyên ấy nên con chọn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, làm tăng trưởng tất cả Phật Pháp, cũng nhiếp thọ được tất cả sự giàu sang, an lạc tự tại của thế gian và xuất thế gian. Như vậy là đã cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen xá lợi Phật. Hết quyển thứ 128.